hai miếng hết cỡ ba rồi. Mấy miếng ấy. Không nhỉ? Ba đứa chấm với tí thì để làm cái vơi. Bọn chị đi ăn tí canh vịt có 6 đứa, 7 đứa, gọi 10 bát. Thế xong rồi cứ cùng đứa thì ăn 3 bát, đứa ăn 2 bát. Đứa thì không ăn. Ừ, chị ấy xong rồi chiều chị cũng về. Về các cháu còn đi học không? Chị chắc không cần phải mở đâu. Chiều được nếu mà để lên xe chị mở ra cũng vẫn được ý. Sợ để lâu con để nó hấp hơi trong đấy. Nó ủ hấp hơi trong đấy. Chị mở ra chị cứ để con đấy cho máy kia chị bên. Khi ở chúng nghĩa không ấy chung đánh lên trên rồi. Bà chung cho đằng này chung rồi thương. Ừ, nếu mà mở ra không dán được. Còn đến tối mới về nhà cơ mà. Mở ra tí lại lấy cái thùng thôi.